vẫn thua ông Quang. Quang lên kinh lắm. Quá thế mẹ. Ê, nó lên được tốc độ cao là bắt đầu nó có chớm nghe. Mình phải dựa được lực. Nhưng em là em không lấy được lực. Em đẩy nhưng mà nó kiểu như kìm lại sao á. Hôm qua không biết cách. Còn ngắn thì nó không có chớm nghe, lên cao nó có chớm.